Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc bà sinh nhật vui vẻ nha Mai. Đúng rồi, thêm tuổi mới ngày càng xinh đẹp, ngày càng thành công và thật giàu có luôn nha không? Tôi cảm ơn hai bà nhiều lắm nha. Ừ, được rồi, không có gì đâu mà. Đây nè, tôi không biết mua gì tặng bà hết, cho nên tôi mua cái túi xách này nè. Đây là hiệu mới ra đó nha, thấy nó dễ thương, phù hợp cho nên tôi mới mua tặng bà đó. Tôi cảm ơn bà nha. Trời ơi, đến là tôi vui rồi, cần gì mà quà cáp. Đúng rồi đó. Con Mai nó đối đúng, cần gì quà cáp. Ủa, rồi quà của bà đâu hả Lan? Đừng có nói là bà đi không mà nha. Trời ơi, tôi vội quá cho nên là không có mang kịp theo cái gì hết trơn á. Tôi nói cái này hơi ngại, nhưng mà hai bà cho tôi mượn tiền được không? Trời đất ơi, tôi hả? Hôm nay tôi đi tôi cũng không có mang theo tiền nhiều. Sao vậy? Tôi tính á, xíu nữa là tôi đi ghé tôi mua đồ một chút cho anh tôi, mà nãy đi vội quá, quà không kịp mua, tiền không kịp mang luôn á. Hay là Mai bà cho tôi mượn nha. Trời đất, đi sinh nhật người ta không có quà lại còn mượn ngược tiền lại nữa, bà nghĩ sao vậy? Thôi không có gì đâu, để đó lát hồi tôi cho mượn. Mà bao nhiêu vậy? 2 triệu. Trời đất, tới 2 triệu lận. Mà nhắc tới tiền tôi quên ha. Bà còn thiếu tôi 1 triệu lần trước mượn, bà nhớ không? Bà kêu là cho bà mượn, ngày mai bà chuyển khoản lại. Mà tôi nhắn tin hoài, tôi không thấy bà trả lời luôn á. Nay mới có dịp gặp nè. Trời ơi, đầu óc tôi sao á. Bà nhắc tôi mới nhớ luôn á trời. Thôi được rồi, tại tôi quên chứ không phải là tôi không có trả đâu. Để xíu nữa về á, tôi chuyển khoản cho nha. Rồi tôi sẵn tôi chuyển khoản tôi trả cho bà luôn nha Mai. Cũng được. Có khi nào có trả cũng được mà. Đúng là bạn tốt mà. Ủa, anh Hai, nay anh Hai không đi chơi hay sao ở nhà vậy? Nay tao hết tiền rồi, không có đi chơi. Mà nói nghe nè, hồi nãy tao thấy con Hồng với con Mai bạn mày qua kiếm mày á. Nhưng mà tao nói mày không có ở nhà. Nó có qua nó hỏi là kiếm em làm gì không Hai? Không, tao nói nó không, mày không có nhà cho nên hai đứa nó đi rồi. Chắc là đòi tiền em chứ gì. Bạn bè gì đâu á, mới mượn bao nhiêu đó thôi mà đã tính tận nhà đòi rồi. Mày làm gì mày mượn tiền người ta? Mà chắc không phải đâu, chắc tới rủ mày đi chơi hay gì đó mà. Xì, đòi tiền chắc luôn. Mấy bữa nay nó nhắn tin nó gọi điện cho em, nhưng mà em đâu có bắt máy đâu. Trời đất, mày tính không trả nợ cho người ta hả? Ôi, tiền đâu mà trả hả? Tiền không đủ cho em mua sắm nữa, lấy gì em trả? Thôi cứ để nó đi, bạn bè với nhau không mà, khi nào có tiền rồi em trả sau. Hey, cái con Lan á, chắc là nó sợ hai đứa mình đòi nợ nó cho nên nó không dám nghe máy đi mà. Chắc là không có đâu, chắc là nó bận gì đó. Thôi đi, chẳng lẽ nó bận với cả hai đứa mình. Nghĩ sao, nhắn tin nó không thèm trả lời, gọi điện nó không nghe máy. Mình á, hôm nay mình tính gọi điện rủ nó ra đây cà phê thôi. Chắc nó nghĩ là mình đòi nợ nó cho nên nó không dám nghe mà. Tới tận nhà luôn mà cũng không có nó ở nhà. Hey, nó cứ bảo cho nó mượn rồi ngày mai nó chuyển khoản. Cơ thế mà lại không thấy nó đâu hết. Thôi mà bạn bè có bao nhiêu đâu, chắc là nó kẹt cái gì đó. Trời ơi, nó hả, lúc nào nó trả mà trả được đâu. Nhưng mà ít ra phải nói chuyện với mình tí. Mình thì nhắn tin rủ đi chơi mà nó cứ nghĩ là mình đòi nợ nó. Sao mà giống con Hồng với con Mai quá vậy ta. Không được, mình phải chuồn. Hai đứa nó thấy, lại đòi tiền. Lan, có phải bà không? Trời ơi, đã trốn rồi. Tôi đây. Sao tự nhiên thấy hai đứa tôi rồi quảnh mặt đi? Tôi đâu có thấy đâu, tại đang vội về đây nè. Hồi nãy hai đứa tôi có qua nhà bà, tính bà rủ bà đi cà phê nè. Thôi sẵn tiện gặp ở đây á thì uống cà phê luôn. Lúc nãy là tôi bận á mà. Trời ơi, tôi bận á là tôi đi rút tiền, mà cái cây á, cái cây nó hết tiền mất rồi, thông cảm nha. Bây giờ hả, tôi cũng không có tiền để trả cho hai người luôn á. Thôi có gì đâu, có bao nhiêu đâu mà, thì cứ từ từ. Có gì đâu mà phải gấp gáp vậy. Trời ơi, nhưng mà tôi thấy ngại lắm luôn á. Mà nói nghe nè, hai bà có mang tiền này không, cho tôi mượn 500 đi. Trời ơi, tôi đi mua đồ mà lỡ làm rớt tiền rồi, lại nữa rồi đó. Thôi được rồi, xíu nữa tôi đưa mượn. Tại tôi làm rớt. Về nhà, có gì hả, tôi đi rút tiền được là hả, tôi trả liền cho bà nha. Yên tâm, tôi trả hết luôn á. Tại vì hả, xui sao, tự nhiên cái rớt tiền mất tiêu luôn. Làm không có mua được, bực mình. Hên là gặp bà ở đây chứ. Mà thôi, bây giờ tôi có việc rồi, tôi về trước nha. Có gì về nhà, tôi rút tiền rồi tôi đưa bà sau.
Trời, bà có tin là nó sẽ rút tiền để nó trả cho bà không? Mình cũng không biết nữa. Ê, con Lan nó trả tiền cho bà chưa Mai? Chưa. Sao hôm bữa nó nói nó về để nó rút tiền trả tiền cho bà mà? Nhưng mà tôi đâu có thấy gì đâu, không có nói nhăng gì hết trơn luôn á. Mà thôi kệ đi, chắc là chưa có đi rút được đó mà. Đủ lý do luôn á. Thôi không được, bà với tôi đi qua nhà nó đòi thẳng luôn đi. Bây giờ tôi cũng đang cần tiền dữ lắm luôn á, tôi cũng đang thiếu thốn nè. Nhưng mà như vậy có kỳ quá không? Trời ơi, kỳ gì, nó thiếu của bà biết bao nhiêu, nó mượn bao nhiêu lần rồi mà cuối cùng nó cũng có trả đâu. Nhưng mà mình cứ thấy sao sao á. Trời đất, nó mượn tiền mình nó không ngại thì thôi, mất cái gì mà mình phải ngại cơ chứ. Ê, im im rồi biết bao giờ nó mới trả. Mà bà biết gì chưa, ngày hôm qua tôi còn thấy nó đăng trên Facebook, nó khoe này khoe nọ, xe này điện thoại nọ, thế mà thiếu nợ có bao nhiêu đâu mà cũng không trả cho người ta. Tôi hả, tôi là tôi thích nhất ghét nhất là hả mấy cái loại sống ảo á, cứ lên Facebook sống ảo tỏ ra là giàu có khoe khoang, cơ mà đi thiếu nợ lại không trả. Đúng rồi, tôi thấy bà Lan như vậy thì cũng hơi kỳ. Than với tụi mình á, lạ hả, đi mượn tiền thiếu tiền, ngã hả không rút tiền được mà lại có tiền mua cái này mua cái kia hả, mình cũng thấy hơi quá đáng. Chứ còn gì nữa. Ơi, ghét nhất là cái loại sống ảo trên Facebook luôn á, suốt ngày khoe này khoe nọ, nọ thì không chịu trả, không có bạn bè gì nữa hết á. Bởi vậy người ta nói cho mượn tiền là mất bạn bè mà. Thôi thì kệ. Tiền mình cũng vất vả cực khổ lắm, bây giờ tôi với bà đi qua nhà nó. Được rồi. Hên quá, hôm nay hai với tôi qua đây có bà ở nhà rồi. Đúng là qua mà không báo trước thì có ở nhà, mà báo trước một cái là không thấy mặt mũi ở đâu hết trơn á. Hai cậu nói vậy là sao? Ủa mà hai cậu qua đây có chuyện gì? Trời, còn hỏi chuyện gì? Thì là hỏi tiền của bà. Bà kêu là bà rút tiền về, bà trả cho hai đứa tôi rồi đâu. Hôm nay tôi cũng khó khăn dữ lắm nên cần tiền, bà gom bà trả cho hai đứa tôi được không? Đúng rồi, mình xin lỗi nha. Với lại tiền này cũng lâu rồi đó, gần cả năm rồi, cho nên nó cho mình xin lại nha. Giờ mình cũng đang thiếu tiền dữ lắm. Trời đất, bạn bè có mấy chồng bạc lẻ mà hả, qua tận nhà đòi nợ luôn. Mình quên mất, mình đi rút tiền. Nhưng mà hả, mình quên đi. Rồi hả, thôi có gì để mình chuyển khoản cho nha. Thôi có chuyển khoản thì chuyển khoản liền luôn bây giờ đi. Hai đứa mình ngồi đây nè. Trời ơi, hôm qua định chuyển khoản cho hai người rồi mà ngân hàng của mình nó bị bảo trì, cho nên là mình không có chuyển được. Thôi thì hai người cứ đi về trước đi, có gì tôi chuyển cho mà. Có bao nhiêu đâu, bạn bè với nhau chẳng lẽ tôi quỵt. Hay đó, cũng cái câu nói cứ về đi, ngày mai tôi chuyển khoản, ngày mai tôi rút tiền tôi đưa cho. Nhưng mà hơn gần cả năm rồi mà tôi chưa thấy đồng nào hết trơn luôn á. Thôi thì trả tiền cho tụi tôi đi, chẳng phải bà đăng lên Facebook là mới mua điện thoại mới sao? Không có tiền mặt ở ngoài thì làm sao có tiền mua điện thoại? Trời đất, thì tôi chuyển khoản mấy hồi. Bà mới nói ngân hàng bảo trì, lại kêu bây giờ lại kêu chuyển khoản. Mình mua thiếu á mà, bây giờ hả toàn là mua trả góp thôi. Thôi mà thông cảm đi, về đi rồi mình chuyển khoản liền cho. Không được, nếu như bà mà không chuyển khoản liền cho hai đứa tôi á, hay là không trả tiền liền á, thì hai đứa tôi sẽ bóc phốt bà lên Facebook cho bà biết mà. Chỉ có cách này á thì bà mới trả nợ cho tụi tôi thôi. Hai đứa tôi thấy bà hả không có tiền mới cho bà mượn. Bà đừng nghĩ cho bà mượn tiền là tụi tôi dư giả, tụi tôi cũng bấm bụng cho bà mượn. Bà kêu là bà trả liền cho nên tụi tôi mới dám cho mượn. Không ngờ bà quằn riết gần cả năm nay không thấy một đồng bạc nào hết trơn luôn á. Ai, đúng là bạn bè nhỏ mọn ích kỷ, có bao nhiêu đâu, có vài triệu à mà hả tới tận nhà đòi, còn đòi bốc phốt lên Facebook nữa chứ. Hôm nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa được gặp rồi, cái đừng cãi nhau, bạn bè với nhau không mà. Tại vì á hai đứa mình cũng đang kẹt tiền lắm cho nên mới qua đây để hỏi, chứ không á là tụi mình cũng chẳng hỏi đâu. Dù gì mình cũng đã để đó tới gần một năm rồi còn gì. Đúng rồi, tại con Mai nó hiền nó không nói, nhưng tôi á thì không có dễ ăn đâu nha. Biết ngay á, bởi vậy có cái câu cho mượn tiền là mất bạn, nhưng mà bạn vậy thì tôi cũng không cần đâu. Thôi được rồi, được rồi, có nhiều hả, bây giờ tôi chuyển khoản liền cho nè. Lèm bèm, từ nay khỏi có mà bạn bè gì luôn đi. Cũng được, tôi có cô bạn như mấy người á, mượn tiền không trả nợ thà không có còn hơn. Mau chuyển khoản lẹ, hai đứa này còn về. Thôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Biết rồi, chuyển bạn với bè. Ta-da.
Và thế là câu chuyện cô bạn hay mượn nợ mà lại không trả nợ đến đây cũng đã kết thúc rồi. Không biết là các em có gặp trường hợp này chưa hay chưa? Rất là bực mình luôn ha, mượn tiền mà không muốn trả. Hẹn tới hẹn lui rất là khó chịu luôn. Và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện sau. Bye bye.